Xin chào cô chú, anh chị, quý khán giả gần xa. Hôm nay tôi xin gửi đến cả nhà một video clip rất đau buồn cho một em cún thật sự là rất đáng thương cô chú và anh chị. Ngày hôm qua, vào lúc khoảng đêm thì một bạn trai đã gửi lời cầu cứu đến cho máy ấm TT về một bé cún con bị xe lửa táng ở dưới khu vực quận 3. Bạn đã cố gắng đưa em lên thú y rồi, nhưng mà chi phí quá cao, bạn không thể nào giúp đỡ được cho bé, vì vậy kêu cứu đến mái ấm. Tôi nhìn thấy những cái hình ảnh của con quá tội nghiệp, đáng thương cho bé, vì vậy đã đồng ý là sẽ cùng với mái ấm, cùng với bạn giúp đỡ cho bé. Khi video này đến với cả nhà mình là lúc tôi đang bị bệnh nằm một chỗ. Tôi chỉ theo dõi tình trạng của bé qua video của thú y gửi cho mình thôi cô chú và các bạn. Tôi rất muốn đứng dậy để đến nơi của bé, mà bây giờ tôi đau bụng quá cô chú và anh chị, tôi không thể đi được. Hôm nay ở dưới máy ấm TT chỉ có một mình chồng tôi chăm sóc lo lắng cho mấy trăm em cún mèo. Tôi nằm một chỗ mà rơi nước mắt, thương cho những cái em cún mèo ở nhà mình, thương cho em chó con này bị xe đụng rồi người ta còn vứt ra đường nữa, và cũng thương cho chồng mình á, bây giờ phải một mình gồng gánh cả mái ấm. Điều tôi mong muốn bây giờ, hy vọng sao cô chú và anh chị giúp đỡ cho em cún con này được phẫu thuật để có lại sức khỏe và tiếp tục sống quãng đời còn lại của bé. Bây giờ vết thương của bé quá nặng cô chú và anh chị, nên mình phải cắt cái chi, cái phần mà bị hoại tử. Đồng nghĩa với việc sau khi phẫu thuật xong, bé cún này chỉ còn 3 chân thôi cả nhà. Xe lửa táng làm cho cái chân của bé nó bị hoại tử tới nách. Sau khi phẫu thuật xong thì con sẽ trở thành một chú cún bị tàn tật rồi. Đây là điều không ai muốn hết. Nhưng vết thương của con quá nặng, không thể giữ lại chiếc chân của mình nữa cả nhà. Con chỉ là một chú cún con. Con vô tội, con đáng thương. Kiếp này con không may mắn được làm người. Con chỉ là một con thú thôi, và người ta đối xử với con không bằng một con thú nữa. Sống chết mặc kệ con. Bây giờ nếu như chúng mình đã có duyên với nhau rồi thì tôi cũng hay con nói lên tiếng lòng của bé. Mong sao cô chú và anh chị sẽ giúp đỡ cho con được phẫu thuật loại bỏ cái phần mà nó đã bị giật nát. Tôi xin thay bé cún không thể nói được tiếng người gửi lời cảm ơn chân thành đến những cô chú và anh chị sẽ giúp đỡ cho con được một cơ hội sống mới tốt hơn. Cầu mong sao cả nhà luôn có được nhiều sức khỏe, luôn an vui và hạnh phúc. Cầu mong sao con sẽ có được thêm một cơ hội sống. Không biết tương lai phía trước như thế nào, nhưng chắc hiện tại con rất đau đớn. Ánh mắt buồn, hơi thảm của bé thì làm cho tan nát cả cõi lòng.